Thưa quý vị, sáng nay lễ trao giải Tiếng Nói Việt Nam năm 2021 do Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV tổ chức, nhiều tác phẩm công trình xuất sắc về báo chí, văn học nghệ thuật, công nghệ phát truyền hình đã được tôn vinh. Kênh truyền hình nông nghiệp, nông thôn, nông dân VTC16 vinh dự đoạt giải B cho tác phẩm Hành trình từ nước mắt đến nụ cười. Năm nay, nhiều tác phẩm dự giải đã thể hiện tinh thần cả nước đồng lòng chống dịch COVID-19 với những góc nhìn, cách thể hiện khác nhau. Các tác giả đã phản ánh chân thực, sống động các vấn đề nóng của xã hội, các sự kiện lớn của đất nước. Do chất lượng của các tác phẩm năm nay đột phá, VOV đã trao giải thưởng cho 5 giải A, 9 giải B, 11 giải C, cùng với các giải thưởng dành cho người dẫn chương trình, phát thanh truyền hình ấn tượng, tác phẩm Hành trình từ nước mắt đến nụ cười của nhóm tác giả Hải Đăng, Thu Trang, Quốc Hùng, Như Ý, kênh VTC16 là tác phẩm ghi lại hành trình kêu gọi hỗ trợ giống vật nuôi cây trồng cho người dân xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh sau đợt lũ lịch sử năm 2020, đồng thời tái sản xuất dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia chăn nuôi Vũ Ngọc Sơn, chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của kênh VTC16. Người dân không những được hỗ trợ tư liệu sản xuất mà còn được phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, nhờ vậy đã vượt qua khó khăn và tái thiết hoạt động trồng trọt chăn nuôi thành công, đón một cái Tết no ấm. Thành phố Hà Nội đang thực hiện thần tốc xét nghiệm diện rộng toàn thành phố để phát hiện sớm các trường hợp lây nhiễm nhằm cách ly, khoanh vùng, dập dịch và chăm sóc điều trị phù hợp. Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành xét nghiệm, nhiều trẻ nhỏ tuổi cũng được yêu cầu lấy mẫu đã tạo ra bất đồng trong dư luận. UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu rà soát lại việc này. Nhiều phụ huynh cho rằng các em nhỏ ở trong nhà gần 2 tháng qua chỉ nên lấy mẫu đại diện hộ gia đình, lấy mẫu cho trẻ nhỏ vừa tốn kém, làm dấy lên lo ngại nguy cơ nhiễm COVID-19 cho trẻ tại các điểm lấy mẫu test COVID-19. Trong khi đó, các em nhỏ hệ thống hô hấp mũi rất yếu, lúc lấy mẫu có thể làm tổn thương niêm mạc mũi của các em. Ngoài ra, nhiều em thần kinh yếu sẽ bị ám ảnh, để lại ảnh hưởng về tinh thần. Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu phải rà soát lại đối tượng, đảm bảo đúng đối tượng theo hướng dẫn của Sở Y tế, đảm bảo không bỏ sót F0 trong cộng đồng nhưng cũng không tạo ra bức xúc trong dư luận. Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến ngày 15 tháng 9 sắp tới sẽ bóc tách sạch F0 trong cộng đồng và thực hiện tiêm chủng vaccine COVID-19 mũi 1 cho 100% người dân trên 18 tuổi trên địa bàn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 11 địa phương lân cận Hà Nội đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác với hàng nghìn bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế lên đường hỗ trợ thủ đô lấy mẫu xét nghiệm, tiêm chủng với quyết tâm nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh sớm nhất có thể. Gác lại việc gia đình cùng hai con nhỏ mới 2 tuổi và 4 tuổi, bác sĩ Đỗ Thị Thanh Hưởng, đoàn y tế tỉnh Bắc Giang đã không ngần ngại lên đường hỗ trợ thủ đô chống dịch. Biết rằng công việc sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, nhưng bác sĩ Hưởng và đồng nghiệp không hề có chút do dự khi nhận được lời hiệu triệu. Hôm trước thì là nhận công văn của sở và hôm sau là lên đường nhận nhiệm vụ luôn. Thực ra là thì trong thời gian dịch dã cũng không cần phải chuẩn bị nhiều, nhận nhiệm vụ là lên đường đi luôn. Công việc của gia đình thì con cũng hơi nhỏ một chút thì em thôi thì gửi lại con cho ông bà và chồng thì lên đường đi chống dịch. Hiện đã có hơn 4.000 y bác sĩ, nhân viên y tế của 11 tỉnh, thành phố đã tham gia chống dịch tại thủ đô Hà Nội, được phân bổ về các quận, huyện để thực hiện xét nghiệm, tiêm chủng cho người dân. Các tổ sẽ làm việc từ 7 giờ sáng cho đến tối để đảm bảo tiến độ. Đến ngày 15 tháng 9, thành phố Hà Nội sẽ bóc tách sạch F0 trong cộng đồng và 100% người dân trên 18 tuổi được tiêm mũi 1 vaccine COVID-19. Tiêm mũi 2 cho những người đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Chúng tôi cũng thực sự là thấy là rất xúc động và rất cảm ơn cái nghĩa tình của các bác sĩ, y sĩ, y tá. Cảm thấy rằng là trong cái khó khăn hoạn nạn thì đất nước Việt Nam chúng ta là một. Đây là những cái việc làm hết sức có ý nghĩa và bản thân chúng tôi là ở cơ sở và người dân ở đây thì cũng rất là trân trọng và rất là thấy là thiết thực với tình cảm và cái tinh thần chung sức chia sẻ, thực hiện theo cái chung tay và cái lời kêu gọi đại đoàn kết. Tính đến 13 giờ ngày hôm nay, tỷ lệ người dân trên 18 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 của thành phố Hà Nội đã đạt gần 84%. Với tốc độ xét nghiệm và tiêm chủng thần tốc này, thành phố Hà Nội hy vọng sẽ sớm đẩy lùi được đại dịch. Chuyển sang những thông tin về thị trường nông sản trong ngày đầu tuần.
Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chủ trì hội nghị trực tuyến về thúc đẩy lưu thông tiêu thụ nông sản trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19. Tháng 8 vừa qua, do dịch COVID và giãn cách xã hội nên tại nhiều địa phương thì tình hình xuất khẩu nông lâm thủy sản đã suy giảm một cách nghiêm trọng, chỉ đạt gần 3,4 tỷ đô la Mỹ, giảm 21,6% so với tháng 8 năm ngoái và giảm 22% so với tháng 7 trước đó. Ngay tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn để vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, vừa đảm bảo được hoạt động sản xuất xuất khẩu nông lâm thủy sản. Cùng với đó, các địa phương cần phải quán triệt nguyên tắc giao thông phải thông suốt, tất cả hàng hóa đều là cần thiết trừ hàng cấm, chỉ tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm tại các nơi giao nhận hàng hóa. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tất cả các cảng biển, đường sông cần phải duy trì hoạt động, không được dừng hoạt động để đảm bảo lưu thông hàng hóa xuất khẩu và đảm bảo công tác phòng dịch, không để trở thành ổ dịch. Ngay khi các địa phương đồng bằng sông Cửu Long nới lỏng giãn cách xã hội thì nhiều mặt hàng thủy sản bắt đầu nhúc nhích tăng giá trở lại, đặc biệt là giá cua biển đã bất ngờ tăng vọt. Giá cua bất ngờ tăng vọt từ 40 đến 100 ngàn đồng 1 kg tùy từng loại cua. Hiện các vựa hải sản bán ra giá cua thịt loại 4 đến 5 con 1 kg ở mức 220 đến 270 ngàn đồng 1 kg. Còn cua gạch giá lên tới 370 ngàn đồng 1 kg nhưng số lượng rất hạn chế. Theo một số thương lái, nguyên nhân chính giá cua biển thương phẩm bất ngờ tăng mạnh trở lại là do một phần hiện nay đang là mùa nghịch nên sản lượng ít, đa phần là lượng cua biển cung ứng cho thị trường hiện được khai thác từ các diện tích nuôi thủy sản Quảng Canh, từ lượng cua sót lại trong ao nuôi chính vụ. Bên cạnh đó thì giá cua tăng được là do nhu cầu tăng do chợ đầu mối Bình Điền bắt đầu mở cửa hoạt động trở lại. Trong 8 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt trên 32 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thì xuất khẩu nhóm nông sản chính ước đạt trên gần 141 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 14%. Các nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng bao gồm: xuất khẩu cao su tăng trên 23% về khối lượng, tăng gần 62% về giá trị; hạt điều tăng trên 19% về khối lượng, tăng trên 15% về giá trị; sắn và sản phẩm từ sắn tăng trên 13% về khối lượng, tăng trên 28% về giá trị. Riêng hồ tiêu, dù khối lượng xuất khẩu giảm 1,3%, chỉ đạt 200.000 tấn, nhưng nhờ giá xuất khẩu bình quân tăng nên giá trị xuất khẩu vẫn đạt 660 triệu đô la Mỹ, tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước. Ở mặt hàng cà phê, dù khối lượng giảm gần 7%, nhưng giá trị xuất khẩu vẫn tăng nhẹ 1,1%. Những mặt hàng khác tăng giá trị chủ yếu nhờ khối lượng như sản phẩm chăn nuôi tăng gần 16%, cá tra tăng gần 10%, tôm tăng gần 8%, sản phẩm gỗ tăng trên 45%, mây tre cói thảm tăng trên 68%, quế tăng trên 36%. Hoa Kỳ vẫn là thị trường nhập khẩu các sản phẩm nông lâm thủy sản lớn nhất của Việt Nam, tiếp đến là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.